Đây là iPhone 6 64 GB. Hôm nay tại cửa hàng số 5 Hoàng Văn Thụ do anh Hải bán hàng. Hôm nay ngày mùng 1. Bây giờ là 10 giờ 5 phút. Mua mở hàng đầu tiên. Thầy lấy hai con, lấy cho thầy con nữa nha. Thầy cứ từ từ, thầy nói lại vỡ màn hình. Đấy, thầy cứ đẩy nó tự tuột ra. Trời. Long lanh là lanh long. Đây là chiếc iPhone 6 thay mặt ngoài đấy. 64 GB. Ở bên cạnh này. Apple nó đẹp quá Nguồn của iPhone 6 là ở bên cạnh này chứ không phải như iPhone 3, 4. Ui dồi, quay thế kia thì cơ mà. Lâu quá. Mày lên lắp sim luôn nhá. Máy sim này là có rất lâu lắm này. Mày lên lắp sim máy tiếp luôn chưa? Nào nha, dừng nhá.